giả đang theo dõi chương trình Câu chuyện thương hiệu của Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, niềm tự hào với thương hiệu không chỉ là một động lực mà còn là cơ hội để mỗi doanh nghiệp tiếp tục cho ra đời những sản phẩm chất lượng. Kể lại hành trình xây dựng thương hiệu là một cách để mỗi doanh nghiệp đến gần hơn với người tiêu dùng trên chặng đường có rất nhiều cột mốc của mình. Và chương trình hôm nay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mới. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Bạn mong chờ gì để có được sự thoải mái ở một nơi không phải nhà của mình? Phòng ốc sáng sủa, sạch sẽ, đồ dùng tiện nghi hay chỗ ngã lưng thật dễ chịu? Với tâm huyết và kinh nghiệm quan sát được từ nhiều nơi trên thế giới, đội ngũ công ty Cohan Việt Nam chuyên sản xuất và cung cấp các mặt hàng chăn ga gối đệm cho các khách sạn hàng đầu Việt Nam. Bằng nguồn nguyên liệu ngoại nhập, thân thiện với môi trường cùng nhân viên nhiệt tình, Cohan đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước và một số quốc gia trên thế giới. Hãy lắng nghe câu chuyện của họ tại phim trường ngày hôm nay nhé! Và nhân vật của chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này xin được giới thiệu anh Phạm Tiến Thăng, là giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn Cohan Việt Nam. Chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này. Chào chị. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái tên Cohan. Tôi cũng hơi tò mò một xíu, không biết là Cohan thì có ý nghĩa như thế nào? Trước khi chia sẻ về cái thương hiệu Cohan như thế nào thì tôi xin kể một câu chuyện về một hạt cát. Nếu như bình thường một hạt cát ở sa mạc hay là một hạt cát ở lề đường thì bản thân nó không có một cái giá trị gì với cuộc sống cả. Nhưng khi nó ở một cái vị trí là ở trên một bức tranh, nó rất là đẹp, đúng không? Một hạt cát ở trong đồng hồ cát nó cũng rất là có ý nghĩa. Con người ta sinh ra cũng vậy. Nếu không có cái cố gắng hay gì cả thì bản thân mình nó cũng giống như một hạt cát vậy, cũng sẽ hòa tan với cuộc đời này. Chính vì cái lẽ đó thì công ty Cohan ra đời. Cohan có nghĩa là không giới hạn, một sự cố gắng không giới hạn. Lấy cảm hứng từ hình ảnh hạt cát giữa sa mạc và phương châm làm việc không giới hạn để cho ra đời những sản phẩm tốt nhất trong lĩnh vực chăn ga gối đệm, công ty Cohan đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, kết hợp với đội ngũ công nhân sáng tạo, tay nghề cao. Từ đây, nhiều sản phẩm đặc trưng được ra đời, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng. Ở cái thời điểm hiện tại, nói đến Cohan, nếu như có một cái cụm từ hay một hình ảnh nào đó, thì anh sẽ nghĩ ngay đến một cụm từ hay là hình ảnh nào? Phải nhắc tới uy tín. Uy tín kiến tạo tương lai, đây là cái phương châm của công ty và cũng là kim chỉ nam của công ty. Bởi vì là cái sản phẩm mà công ty hướng đến là đệm, mền, ráp, gối, khăn, dép, áo choàng tắm, tất cả sản phẩm đó là dành cho khách sạn. Với cái khách hàng là khách sạn thì bản thân họ là bên dịch vụ. Mình lại cung cấp hàng cho đơn vị dịch vụ như vậy. Đó, thì đương nhiên cái việc mà giữ uy tín để cùng nhau hợp tác lâu dài đó là cái chuyện là bắt buộc đối với một doanh nghiệp như công ty Cohan. Anh vừa nhắc đến cái dòng sản phẩm gọi là chăn, wrap, gối, nệm nhưng mà dùng riêng cho khách sạn. Vậy thì có điều gì khác biệt hơn so với chăn, wrap, gối, nệm mà dùng cho gia đình? Nó rất là khác. Vì nếu mà dùng cho khách sạn ấy, thì cái việc mà người ta sử dụng ấy, nó liên tục hàng ngày. Nó dành cho rất là nhiều đối tượng, những người khách du lịch tới với đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng hàng gia đình thì nó chỉ phục vụ cho một vùng nhất định. Ví dụ như vùng lạnh thì sẽ xài cái đồ, ví dụ như ruột nó sẽ dài hơn. Vùng nóng thì các cái đồ nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Đó. Nhưng mà cái này thì mình phải tính toán làm sao đó để sử dụng cho tất cả các cái đối tượng. Ở trong ngành khách sạn thì nó sẽ chịu sự chi phối của cái tiêu chuẩn chất lượng. Khách hàng mà Cohan hướng đến là khách hàng từ 3 sao tới 5 sao. Vì vậy các sản phẩm đó thì phải đáp ứng được toàn bộ các cái tiêu chuẩn quốc tế. Chính vì vậy là cái chất lượng sản phẩm luôn được đưa lên hàng đầu. Vì chất liệu, về các cái như là không ảnh hưởng tới sức khỏe, rồi làn da, rồi xương khớp, nói chung là tất cả các vấn đề đấy đều xây dựng được cái lên cái hình ảnh của công ty chúng tôi.
Vâng ạ, những cái điều đó thì như anh chia sẻ đúng là rất là quan trọng, bởi vì khi mà những cái người du lịch hoặc là những cái người khách họ đến với resort hoặc là nhà hàng thì họ cũng yêu cầu cao hơn rất là nhiều so với những cái dòng sản phẩm dùng trong gia đình. Thì hiện nay so với rất là nhiều những cái dòng sản phẩm ở ngoài thị trường như vậy, thì cái thế mạnh chủ yếu Cohan là có những cái dòng sản phẩm gì đặc biệt hơn? Phải nói đến là nệm. Nệm lò xo túi. Thì đây là một cái công nghệ mới được sử dụng ở Việt Nam được vài năm trở lại đây. Điểm rất là hay. Đó là các cái cối lò xo được đứng độc lập với nhau. Chỉ và nó nằm ở trong một cái túi vải. Bản thân cái lò xo đó là thép, nó sẽ ngăn cách với môi trường và nó sẽ độ bền rất là cao. Thứ hai nữa là khi nó đứng độc lập và không liên kết với nhau bằng sắt mà liên kết với nhau bằng vải. Vì vậy nó sẽ không phát ra tiếng kêu trong quá trình mình sử dụng. Thứ ba nữa là nó đứng độc lập, cho nên khi cái lò xo này lún xuống thì cái lò xo bên cạnh vẫn nguyên. Bản thân chúng ta khi nằm đúng không, thường cái vai, cái đầu thì nó sẽ bao giờ nó cũng lồi ra, đúng rồi. Đó thì cái lò xo nó tác động trực tiếp xuống cái chỗ mà nó lồi xuống. Ở cái chỗ lõm thì đương nhiên tác dụng lực nó sẽ ít hơn, chính vì vậy là nó sẽ nâng đỡ cơ thể một cách tối ưu nhất. Thậm chí là gia đình mà có vài người nằm chung một cái giường, gần như mình không có cảm giác là bên cạnh chở người. Đó là cái tác dụng chính của cái lò xo túi, và nó tăng cái độ bền cho cái sản phẩm. Không những là xài dùng cho khách sạn được, từ 3 sao được, nó còn sử dụng cho, cũng có thể sử dụng được cho gia đình, mang khách sạn về nhà. Có nghĩa là mình hoàn toàn có thể cảm thấy thư giãn ngay tại chính ngôi nhà của mình. Vai trò của công ty cũng như là tiêu chí của công ty không chỉ là cung cấp những cái dòng sản phẩm giống như những cái dòng sản phẩm của những công ty khác, mà mình còn đang làm dịch vụ nữa. Có nghĩa là còn phải đúng thời điểm, đúng thời gian. Vậy thì cái dòng sản phẩm chủ lực này nó xuất phát từ nhu cầu của khách hàng hay là xuất phát từ chính nhu cầu và trải nghiệm của anh, và anh cung cấp cho họ cái dòng sản phẩm này ạ? Đây là một sự trải nghiệm rất là rõ ràng. Tôi cũng đi cũng khá nhiều và cũng tham khảo rất là nhiều các cái nước bạn cũng và nắm bắt được một số các cái công nghệ của họ. Mình cũng đặt ra câu hỏi là tại sao nước bạn lại cái nệm nó sau túi á, nó lại được phổ biến như vậy. Và tôi cũng đi sâu vào tìm hiểu, và cuối cùng tôi đã quyết định đầu tư công nghệ, đầu tư máy móc để sản xuất ra cái nệm nó sau túi này. Cũng nằm trong cái việc mà công ty Cohan hướng đến thương hiệu là cố gắng dành mọi thứ tốt nhất cho khách hàng, cố gắng không giới hạn. Vậy thì một cái tấm nệm được thiết kế rất là đặc biệt như vậy, thì cái chế độ bảo hành sẽ trong thời gian là bao lâu ạ? Là bảo hành lò xo trong thời gian là 10 năm. Bảo hành mút trong thời gian là 10 năm. Tại sao tôi lại nói là như vậy? Vì về một cái nệm ở thị trường Việt Nam hiện tại cũng có một số công ty sản xuất, nhưng cái việc bảo hành bao giờ cũng chỉ bảo hành cái phần lò xo bên trong, không bảo hành mút. Nhưng riêng tới công ty Cohan, và nói rõ là thương hiệu The Louis của công ty Cohan, nệm lò xo túi bảo hành cả mút, lớp mút bên trên. Đó là điều đặc biệt hơn các cái thương hiệu khác. Thì đó cũng là cái mà nhận diện thương hiệu. Cái khoảng thời gian 10 năm nó cũng rất là dài. Công ty Cohan có những cái đối tác tốt ở các nước bạn như Nhật, cung cấp mút cho công ty Cohan. Và cái nghiên cứu, công ty Cohan cũng có phòng nghiên cứu để đưa ra những cái sản phẩm tốt nhất, yêu cầu đối tác có thể là cung cấp cho mình những cái lớp lượng chất lượng mút tốt nhất trong thời hạn 10 năm, không bị xẹp lún và đương nhiên là cũng không ảnh hưởng tới sức khỏe.
Vậy thì nếu như nói về tiêu chí của một tấm nệm mà đạt chất lượng thì nó sẽ bao gồm những cái tiêu chí như thế nào ạ? Thứ nhất là về cái form nệm ạ. Nó phải vuông. Cái đường may nó không bị lượn, cái form nệm nó phải đứng bề mặt bên trên và cái bề mặt bên dưới nó phải song song nhau. Cái thứ hai nữa là khi mà mình dở cái tấm nệm lên thì tấm nệm nó không bị võng xuống. Cái thứ ba nữa là cần phải xem cái thương hiệu nữa. Thật sự là cái tiêu chí đánh giá đó thì nếu như với tâm lý của tôi là một người tiêu dùng thì tôi chỉ nghĩ là làm sao cho nó êm ái, làm sao cho nó đàn hồi tốt thôi, hoặc là nó nâng đỡ cơ xương khớp của mình rồi giấc ngủ của mình êm hơn, sâu hơn, là đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà qua những cái tiêu chí của người trong ngành như anh đã vừa chia sẻ thì còn có những cái tiêu chí khác để đánh giá về một cái tấm nệm với chất lượng như thế nào nữa. Với chủ đầu tư họ nhắm đến khách hàng là người châu Á thì thông thường thì cái tấm nệm họ sẽ cứng một chút. Đó, còn khách hàng châu Âu thì cái tấm nệm nó sẽ rất là mềm và thật là ôm người. Đó là hai cái yếu tố rất là khác nhau của cái vùng miền, rất là rõ nét. Nhưng mà cũng có một điều là vậy thì nếu như mà mình không được biết trước là cái người đó là người châu Á hay người châu Âu, một khách sạn thì họ sẽ phục vụ chung đúng rồi tất cả các châu lục như vậy. Đúng rồi, đấy là cái bài toán mà công ty Cohan luôn luôn là phải tính tới cho khách hàng và tư vấn cho khách hàng cái vấn đề đó. Hình dung như thế này, nó trong một cái giường của khách sạn nó không chỉ có một tấm nệm. Nếu như mà khách hàng hướng tới rất là nhiều các đối tượng khách nước ngoài khác nhau từ châu Á đến châu Âu thì công ty Cohan hay tư vấn với khách hàng là hãy dùng một tấm nệm có bề mặt tương đối cứng một chút để dùng cho khách châu Á, và sẽ dùng thêm một cái lớp topper với độ dày là 5 đến 9 phân tùy theo cái túi tiền của khách hàng, sẽ tăng cái độ êm khi mà khách châu Âu xài đến dùng đến. Hoặc cũng có thể là dùng một tấm nệm mà hai mặt, một mặt cứng và một mặt mềm khi cần có thể mặt lại. Ngoài ra những cái tấm nệm của công ty Cohan cũng có thể là tách và ghép lại đối với những cái khách sạn mà có tiếp rất là nhiều đoàn, khi cái giường đơn muốn ghép lại thành giường đôi thì cũng có những cái nệm ghép đôi. Có cái lớp dán ở giữa thì hai nệm có thể ghép vào thành một nệm lớn. Đó là những cái, nói chung là vấn đề chuyên sâu này thì tôi nghĩ là Trà My sẽ phải tìm hiểu thêm. Và nếu có xây khách sạn hay là làm thì tôi sẽ hướng dẫn tư vấn thêm. Tôi hỏi sâu như vậy là bởi vì đây là cũng là sự khác biệt rất là lớn so với những cái đơn vị cung cấp khác. Những cái đơn vị khác họ có thể là cung cấp nhưng mà họ không có dịch vụ là tư vấn. Và tự những cái người đứng đầu, ví dụ như là những cái người quản lý khách sạn đó, họ phải có một cái quá trình trải nghiệm, tìm tòi thì mới có được một cái dịch vụ đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Còn với công ty Cohan thì khác biệt rất là lớn, bởi vì luôn cái dịch vụ tư vấn thì đối tác khách hàng của mình sẽ đỡ mất thời gian để làm lại từ đầu những cái công đoạn đó. Công ty Cohan cũng tự hào là có một cái phòng dịch vụ khách hàng tương đối chuyên nghiệp để tư vấn cho tất cả đối tượng khách hàng. Thì trong 2 năm tới thì cái chặng đường phát triển của mình sẽ như thế nào ạ? Cái hệ thống đại lý, hệ thống chi nhánh chắc chắn trong 2 năm tới sẽ được mở rộng rất là nhiều. Thị trường khách sạn thì Cohan sẽ hướng đến mở những cái chi nhánh tại các cái khu du lịch tầm cỡ, giống như là Đà Nẵng, Nha Trang hoặc Phú Quốc. Mỗi nơi sẽ có một văn phòng đại chi nhánh của Cohan. Và sau đó là các đại lý của công ty Cohan sẽ có sự bao trùm khắp cả nước để đưa cái dòng sản phẩm của Cohan tới không những khách sạn mà tới người tiêu dùng. Như vậy là chúng ta có thể hình dung là trong chặng đường 2 năm nữa là có thể đi du lịch thì sẽ thấy thương hiệu Cohan, có thể là về nhà cũng thấy thương hiệu Cohan. Đúng. Có nghĩa là độ phủ sóng rất là cao trên khắp cả nước Việt Nam của mình. Một lần nữa cảm ơn anh đã tham gia chương trình Câu Chuyện Thương Hiệu kỳ này.
Đến đây thì chúng tôi cũng xin được khép lại chương trình Câu chuyện thương hiệu kỳ này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại với những câu chuyện thương hiệu mới.